Yo, 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 what's up anh em? Xin chào anh em và chào mừng anh em đến tập tiếp theo trong series siêu bánh cuốn lãnh tụ thế giới Hồi giáo Saladin tập 9. Và tập trước thì chúng ta đã chiếm được Danostica, củng cố thế lực Hồi giáo mới nổi, đe dọa thế lực cũ của Uy Quy, Ân Quy. Mà chúng ta sẽ truy sát Ân Quy. Sau đó chúng ta sẽ tiến đánh Husfu. Hiện tại chúng ta đang có một chư hầu nhưng không chưa có thành đúng không? Không, có hết rồi. Như vậy cái Husfu này tôi định cho ai ấy nhỉ? Hôm qua tôi định cho Husfu cho ai ấy nhỉ? Chào anh em. Chào Nguyễn Hải Châu. Chào Phạm Hải, chào Quốc Duy. Chào Khai Trần, chào Ngoại Thương. Chào anh Nguyễn, chào Vân Đồng Đỗ, chào Việt Khiêm. Rồi, để tôi xem nào. Ả Rập còn ai không có thành không? Husfu mà cho mình thì nó chắc là không có mình trong trong chi ấy Husfu đâu. Thử nói chuyện với thằng này xem. Hôm nay lại đen rồi. Hôm qua 20 mấy% ăn nổi cái sần sò tròn. Sáng hôm nay thì lại không được đỏ như hôm qua. Câu cuối có cơ đâu. Câu cuối có cơ đít. Trời ơi, quá đẹp. Quan trọng là tiền. Quan trọng là thằng cu em cần bao tiền. Không có tiền cho thằng cu em rồi. Thế thì tôi sẽ tạm thời chiếm cái caster này cho thằng này. Chiếm caster trước rồi chúng ta tính. Chạy đâu cưng. Chạy đâu cưng. Xúc miệng ván nè. Cho thằng Danusica được nhưng mà như thế nó có hai thành lớn với một tower là cũng nhiều phết. Chào Khánh Phạm. Go! Bọn chuột nhắt này nó thủ rồi. Việt Anh đã subscribe, chúc bạn xem stream vui vẻ. Bắn này này. À. Bắn này này. Bắn này này. Được rồi, mỗi một con điều quân.
Infantry! Forward! Move! Move! Forward! Forward! Move! Move! And move! Now, 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 now. Infantry! Horse archers! Kill them all! Infantry! Footmen! Infantry! Forward! Mounted archers! Forward! Infantry! Forward! Stay in formation! Footmen! Infantry! Move! Everyone, mounted archers! Move! Soldiers! Infantry! Move! Move! Chết bọn nó đây! Giết hết, hủy diệt hết. Story.
Thỏ một cương của mình chết. Bỏ ra chứ. Thỏ. U quy rơi vào tay mình. Tiến chín cái pháo đài này. Tại chúng ta không có chư hầu cho. Không được full đâu. Nhiều quân đoàn quá. Thả bớt mấy cái thằng 60. Mình không cần nhiều quân nữa như này. Bum bum bum, let's go. Chết.
Chủ nhật anh em chuẩn bị bầu cử đâu rồi? Đã chọn ra được đại biểu nào có tâm có đức chưa? Chủ nhật này tôi đi bầu đây. Háo hức vãi lìn. Giết hết vào đó. Wow, giết luôn thằng tướng của nó luôn. Giết chết luôn thằng tướng của nó. Một bổ. Bầu cử ở Việt Nam làm gì có tranh cử, làm gì có vận động tranh cử. Các ông tự đến mà đọc profile người ta. Bầu ở Việt Nam các ông đòi vận động tranh cử. Đến đọc profile. Tự chọn. Tự tốc lên. Nha. Oh shit, trên một tiếng của mình. Chả sao. 20 chop luôn à. Lấy luôn. Ba tướng rồi cơ. Càng quá nhỉ. Cái thanh này sẽ cho cái này. Như vậy nhưng mà sau này Danusica nó là chỉ có một pháo đài không à? Ơ. Còn đánh người trước mặt tao à? Chó này. Chứ gì là lính à? Tưởng là tên một âm tiết thế là phải là tướng chứ nhỉ? Anh tự ứng cử mình á? Thật à?
Tụt FPS à? Đâu sao? Tôi hạ độ phân giải xuống rồi đây. Xe còn lag không? Xem một lúc xem nó còn lag không? Anh phải có bằng tiến sĩ à? Anh chỉ có bằng thạc sĩ thôi. Bầu cử thì có gì mà chính trị, bầu cử cả nước đi háo hức đi bầu cử, cầm lá phiếu đi bầu cử thì có gì mà chính trị ở đây. Bán mẹ hết cái bọn tướng này, nhốt khí đi. Rồi, hiện tại tôi cũng hết tướng rồi. Nên có lẽ tôi sẽ hòa với thằng này thôi. Mình hết tướng để cho thành rồi. Không có gì để trao đổi nữa à? Mỗi thế này thôi à? Thôi được. Cứ bình tĩnh thôi. Đấy, để vừa đồng bộ khung hình đấy, xem còn giật không, chứ còn chịu rồi, xem vẫn giật nữa thì chịu. Tôi vẫn đang bật của tôi đây, tôi chưa thấy giật.
vẫn gần nữa thì bó tay.com. Ua với Western Empire. Chuẩn táo. Thì tông màu của anh nó là đen thì đương nhiên trường nó đen rồi. Bộ cạp hơi đắt, từ từ á. Chế cái kia đó. Đánh bọn Ả Rập nó giàu toàn vũ khí xịn anh em. Lính nó xịn, thành ra là mình thu được toàn vũ khí xịn. Mình đông ra toàn sắt thiện xịn. Chế được nhiều vãi. Trả bù cho đánh cho nữ hoàng. Đánh nữ hoàng toàn vũ khí cùi. Chả rèn được ra cái gì. Để rèn được bao nhiêu luôn. Tha hồ mà giàu. Sao vắt này giàu luôn. Bán cho anh lô kiếm này. Thằng này bán cho tao mấy cái nguyên liệu này cái. Nhiều quá.
mấy cái linen này bán hết cho anh. Velet này, ram siêu này, chặt hết cả hòm vì mấy cái này. Bán đi. Giật chịu thôi em ơi. Anh chịu. Đợt này chắc kiểu mạng biết nó cũng chậm chậm chập chờn nên là thế. Tia xem có bộ nào đẹp không. Bộ này là cho bọn ấy rồi à. Đánh nhau trước đã. Xem bên kia như nào. Bên Garius có thằng nào không có thành không? Tuyển luôn. Sa cơ lỡ vận thì theo anh. Nó đang trong quân đoàn. Đang hết điểm mà tạo quân đoàn. Rồi, bán hết kiếm rồi đấy. Đấy, tạo 1.000 quân. Clan một thằng đánh thuê ao. Thằng bọ cạp lúc nãy bao đòi bao tiền. Mình cần một thằng ở dưới này, thằng này Clan cấm 5 ấy, cũng kinh đấy. Đòi bao tiền. Xuống, thằng này chắc tiền triệu rồi. Cấp 5 thì cũng không dễ đòi. Tuyển thêm một thằng thuê đã để đối đầu bọn này. Cú rát
tiến vào Lycaon, nhưng mà chúng ta đang không có thần. Một đứa cháu hay đứa con gì đó lên 5 tuổi. Uầy, 9 luôn cơ, căng quá nhỉ. Cho lên 10 luôn. Đời sau có vẻ khiếp đấy. Batarian xem còn ai không có thành không. Chúng ta đang thiếu chư hầu. Đây. Thằng này. Theo anh. Ngoan ngoãn để anh cho cái Lycaon. Trăm phần trăm. 86%. Oh, 86% sượt. Đéo hiểu hôm nay cái ngày gì. What the fuck? Ồ, oh, thằng này trước của nữ hoàng bây giờ về đây được cho thành này. Oh my god. What? Fuck. Đèn lắm. Hết rồi. Thế là hết rồi đấy. Như vậy thì cái thành này của chúng ta tôi sẽ lấy vậy. Tôi sẽ lấy cái thành à. Mua nó chứ. Hôm qua crit toàn 20 mấy% nổ crit âm âm, hôm nay 70 mấy 50 mấy% nổ toàn xịt. Công nhận là nâng charm tuyển chư hầu nó thú vị hơn, nó không kiểu nhạt nhẽo nữa. Tuyển lúc tuyển chư hầu bây giờ phải tính anh em. Săn lùng nhân tài. Có lẽ chiếm thành này xong tôi sẽ hòa. Bởi vì tôi hết chư hầu rồi. Đánh tiếp thì cũng chẳng có chư hầu mà cho thành nữa. Chưa thấy thông báo nó đánh thành nào của mình cả.
Không biết quân của nó đang ở đâu. Nói chung tầm 1.100 quân này thì chẳng ngại bố con thằng nào. Tầm 1.100 là chẳng ngại thằng nào. Biết ngay nó đánh cái thằng kia. Không biết có kịp công thành này không. Ờ tốt, một con tạo quân đoàn. Bao nhiêu lính? 400 lính. Không biết là có ăn, không biết có cứu được cái này không. Chắc đến đang đến tiêm viện kìa. Hy vọng là cứu viện được cha Nopit. Thằng nào anh trả lời, thằng nào có thành anh đều lấy hết. Mỗi tội là trả lời không được ấy chứ. Chứ cố cái gì hay không. Thằng nào anh cũng liếm hết. Vấn đề là trả lời mình chưa đúng rồi. Miền xui có Bata Khan thì hỏi cái gì mà hỏi. Tiền đâu mà hỏi. Nó có một nó đang cầm Bata Khan thì... mấy thằng này chạy à? Xếp loạt để trả lời lại tầm chưa mới vào à. Không chết ai.
148. Dìu cùn, cùn đâm cùn. Chém như gì luôn đi. Thằng Pariot này Clan 3. Nó có hai cái pháo đài gần đây nên cho nó cũng được. Rồi có lẽ là hòa với thằng này đi. Mình hết chiều rồi. 300k. Đéo. Đéo tao phải đưa tiền cho mày. Ui, thành 600 quân thủ quá. À, thằng cu em hoảng rồi. Thằng cu em chính thức hoảng. Ui, xù, sắc sen drop được. Thả luôn, không thể bắt. Khinh luôn. Nhiều lính cấp 6 quá rồi. Chịu hòa chưa? Không nôn tiền à? Thế thì vẫn đánh tiếp. Thế thì clan nào của nó lúc nãy là không có thành ở đây. Thằng này nói chuyện được chưa? Bị bắt rồi. Đập nó cho anh. Mày này. Sergeant in charge. Thằng bò cạp đắt ạ. Thằng bò cạp 800k nó vẫn chưa thu phục được. Thằng này chắc phải hơn triệu. Tôi biết tại sao giật rồi. Thì như nãy giờ tôi để hình động. Cho em còn giật không anh? Nãy giờ như tôi đang để mà hình động. Thành ra nó ăn CPU thì phải. Chào Zumbai.
Metiro bị thương. Đánh khi nào nó phải nôn tiền thôi anh em. Thằng này nó đang có 400k tiền. Tôi nhìn thấy nó có 400k tiền. Tôi sẽ đánh cho nó lòi hết 400k tiền đến đây. Đánh cho nó lòi hết 400k tiền ra. Hết cái đợt dịch này chắc cũng phải nâng cấp cái cạc lên. Stream cho nó mượt. Chọc kiếm đâu ấy. Và không giỏi không. Chả bắt tù binh nữa. Đống tù binh trong người. Thì nó bảo sau đợt này mà lại cậu nghe hết câu chứ. Không bảo mua trong đợt này đâu. À, mình phải vứt một thằng tướng phụ vào đây. Thằng Ukasios. Đó. Rồi. Thằng này còn ở trong quân đoàn không? À, còn bị thả chưa hay như nào? Thằng này vẫn bị bắt. Nó bị bắt. Thằng cu em Gradius này thì thế nào?
vẫn chưa chịu nôn tiền à. Tôi cần một chư hầu. Tôi hết chư hầu để cho thành rồi. Thằng này một Lycaon với hai thành to đây là quá nhiều rồi. Bờ xuống đánh xuống Poros. Chúng ta cần chư hầu. Cần chư hầu là cần chư hầu. Thế cái đứa mất thành cái đứa mà sở hữu Picaron là đứa nào nhỉ? Hình như thằng sở hữu Lycaon là thằng đéo nào nhỉ? Valandia thì như có mỗi em này là mất thành thôi. Như mình chưa check Stuttgart. Mình xui làm sao mà tuyển được. Mình xui nó đang nằm giữ ba tay khan làm sao mà chuyển được. Bị bắt rồi. Hết mẹ tướng rồi. Nếu không thì phải chiếm Poros. Thằng vương miệng này là như nào nhỉ? Chiếm Poros xong rồi thằng vương miệng này chỉ có một Poros thôi. Chiếm Poros xong rồi thu phục nó, xong rồi nhét nó vào. Bây giờ đánh xong thằng này, xong rồi tôi sẽ lập tức sẽ thu phục thằng này, thằng chủ thành cũ lại. Hy vọng là thu phục được, xong rồi trao cho nó cái thành này. Rồi chúng ta có lẽ lúc bên ngoài là đẹp. Đã lấy được ít chiến phí rồi. Skin này thì mình đang để auto up cho các bọn tướng phụ rồi nên cũng không quan tâm, chỉ có mình lên level thì up thôi. Lực của nó còn bao nhiêu? 4.800 là cũng nhiều đấy chứ. Ha, mang quân về hộ giá thành này à? Tầm 1.000 quân tinh nhuệ này thì cân hết, chả sợ thằng nào à? Nói chuyện xịt một lần rồi thì lâu lắm, phải khá là lâu sau mới nói chuyện lại được, chắc phải tầm 1 tháng sau ấy chứ. Nói chung là
hời đầu mà đi tìm đạo chủ lực của nó. Công thành là tự nó đến thôi. Garius này, nếu mà bắt được nó xong rồi yêu cầu nó hòa thì không biết được bao tiền, không biết nó có chịu không. On my flank. Lại ngọn đồi trong chóng rồi. Lại là ngọn đồi trong chóng rồi. Lại một lại là một chiến thắng rực rỡ của chúng ta. Lại là một chiến thắng rực rỡ của chúng ta. Infantry! Forward! Skeng bombing arrows! Infantry! Form a wall! Boom it! Forward! Sao cung nó không... Move! Archers! Move! Archers! Move! Forward! Forward! Move! Forward! Infantry! Cứ nộp chiến phí thả thôi. Infantry! Move! Infantry! Forward! Infantry! Form a line! Mount archers! Forward! Footmen! Arrows! Move! Soldier, form a shield wall!
Bowman, loose formation. Archers, infantry. Archers, loose formation. Bowman, forward. Move. Footmen, archers, mounted archers. Move. Đàn sát thôi. Giết. Đánh từ hai cánh, hai sườn. Tiêu diệt toàn bộ quân đội của nó. Tàn sát. Không. Tối đa 1.000. Xe còn lag không? Anh em xe còn lag dần thì không? Chết 46. Chết 46 lính. Quá khủng khiếp. Quá khủng khiếp với sức mạnh của Ả Rập. Lần này Garius là như 100% sẽ phải đồng ý hòa thôi. Đồng ý hòa thôi. Chứ còn gì nữa. Cái thằng này. Nhiều quá nhỉ. Hình như là mấy tướng bên mình chết hay sao ấy.
4k ít lắm, bởi vì nếu mà cho 2k vào trận ấy nó sẽ xảy ra một cái trường hợp rất là không cân bằng. Ví dụ như là quân bọn AI thì thường thường nó toàn trên 1000 đúng không, nó toàn trên 1000 quân, mà nhiều khi quân của mình nó chỉ có khoảng 400-500 ấy. Nếu mà cho 1000 vào ấy, nếu cho 1000 vào thì mỗi bên là 500 vào, dần dần thì nó sẽ cân. Một trận chiến thì có thể là mình thắng được. Còn nếu mà cho một battle 2000 ấy thì bây giờ ví dụ AI nó vác một tầm 1500 quân, mình vác tầm khoảng 600-700 quân thì vào một trận đấu ấy thì bọn AI nó sẽ vào hết 1500 quân đấy, còn mình vào 600 quân. Như vậy là mình cùng một lúc mà mình phải đối đầu với một đội quân cấp đôi rất là khó đánh, khả năng thua rất là cao, nó sẽ không cân bằng. Còn hiện tại game cho như này là tôi thấy hợp lý rồi. Mỗi bên 500 thì vào dần dần đánh, còn có cửa thắng, chứ còn đùng một lúc vào một núm thế là hơi khó đánh. Looter 2 kìa, tí vứt donate vào thành này. Cộng thêm là nếu mà cho đông quá nhiều khi nó sẽ bị crash game, không phải máy nào chịu được. 1000 hợp lý. Thực, tôi đã nói nhiều lần rồi, game nó không giống như đời thực. Nhiều yếu tố của game nó không thể như đời thực được. Đời thực đánh trận khác hẳn như trong game. Làm sao mà sát được thực tế được? Đánh trận trong game không bao giờ sát được thực tế ngoài đời được. Nên là người ta phải cân đối. Cái tựa game nó muốn thành công hay không, nó phải quan trọng nhất là cái độ cân bằng. Tựa game mà không có độ cân bằng thì không thể nào sống được. Đánh trận như này hoàn toàn là chưa sát thực tế đâu. Còn quả thực tế, bây giờ thực tế thì phải cho một bối cảnh đánh sát với thực tế thì mới chơi được thế. Có mai phục, có các thứ tác động. Chứ bây giờ solo thẳng ra 600 quân đánh với 1200, 1500 thì bố ai mà thắng được. Thực tế cái nỗi gì cái đấy. Lấy ít địch nhiều, người ta còn bao nhiêu mưu kế, bao nhiêu mà các thứ vào mới thắng được, chứ đâu phải là lần đấy quân đi cân vào đó rồi. Đông hơn gấp đôi, gấp ba không ăn được. Thực tế chả thằng nào điên là nó đánh kiểu đấy cả. Lấy các em. Tam Quốc anh chỉ chơi diễn nghĩa thôi, không chơi chế độ kia. Chung game thì nó chỉ là game thôi anh em. Làm sao mà đòi sát thực tế nào? Nó chỉ mô phỏng phần nào thôi. Nó vẫn phải gắn những yếu tố là game. Là game chứ không phải là đời thực. Để mà đời thực đánh một trận nó đâu đơn giản như này. Nên nếu mà cho 2-3 nghìn quân vào là nó tự nhiên khó chơi hẳn. Như mình là người chơi, mình rất là khó chơi. Bọn AI thì lúc nào nó cũng sẽ có vài ngàn quân nó đánh mình thì không có gần đấy.
Chắc chắn là mình sẽ thua nó. Vãi đái, hai tướng của mình chết ạ. Ảo thật, hai tướng phụ mình hoàng. Moa là chi? Chưa kinh đầm không? Không, đi đầm ra DLC thì chơi. Đang bị thua lính này, đốn nét nốt, đốn nét bớt lính vào trong này. Chưa kinh đầm chơi chán này. Mãi chả update. Mùa 2 năm trời mà nó trả cho mình chơi Tam Quốc phân tranh. Trả cho mình chơi cái khỉ ho có gáy gì. Bây giờ thu phục ngay thằng này. Chịu nói chuyện rồi chứ? Vẫn trong quân đoàn à? Thế thì hòa bình với Garius đi. Bây giờ mình phải check qua một lượt ạ. Nói chuyện với thằng này thế nào. Đã lì lại trong quần đoàn. Lãnh thổ Mông Cổ vẫn còn rộng lắm, nên gần như thằng nào cũng có thành hết. Thằng này 5 thành trong tay. Chưa hùng mạnh. Úi, thằng này đẻ lắm thế. Máy đẻ à? Nhưng mà chỉ có một caster. Không nói chuyện được. Not Empire. Thằng này rất là khó nói chuyện với thằng này bởi vì thằng này ngay câu đầu tiên của nó đã 7%. Thử vận may hôm nay xem thế nào. Chưa nói chuyện lại được. Thằng này nó khó nói chuyện lắm. Nên bây giờ nó vẫn trung thành với nữ hoàng. Không có ai rồi. Không có ai rồi. Tiền mình vẫn đang dương chứ. Stuttgart Valadia. Thường là mình fail thì nó sẽ khá là lâu nó mới nói chuyện lại được. Đó, khá lâu đấy, hình như phải 1 tháng.
Vợ em mà chưa đẻ à? Hên xui rồi. Thằng này đã bị bắt. Chưa nói chuyện được. Bọn cạp có được đâu. Thằng bọn cạp trông thấy mà level 5 đấy. Nó cho quân đoàn, đéo hiểu nó đánh nhau cái gì. Cái thành này bây giờ mà cho. Bây giờ cho cũng căng cơ. Nếu mà cho thì chắc cho Temion. Chắc chỉ cho Temion thôi. Cho Temion cũng được. Cho Temion được. Temion khá mạnh. Khá nhiều tướng. Xem nó còn trong tù nào. Không bắt không được. Talamot. Đánh tiếp à. Chết này. Đi vớ vẩn nào. Mấy quân đoàn được tập hợp rồi. Hai quân đoàn. 690. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu chư hầu.
vẫn bị bắt. Mấy quạt trả lời chư hầu mà đỏ đỏ tí có phải ngon không? Tên mốt trong phần mô tả. Tê lê cái gì đấy? Em nhìn trong phần mô tả có ghi gì nào? Có cái chữ tê lê đầu tiên đấy. Mình cho chư hầu nét thành ra cảm giác như là bọn nó không công được thành chư hầu của mình. Đánh rất nhiều nhưng mà tỷ lệ bọn nó công trộm thành các chư hầu gần như không có. Mà công cái là bọn nó cover nhau ngay. Cho anh ra đến chiều cho cái gì? Cho bằng niềm tin à? Oh, thật kiệt rồi. Láo này. Láo này. Láo này. Láo này.
Mày đánh vua Ả Rập á? Mày đánh vua Ả Rập á? Tuổi mấy thằng nhóc con này. Mày đánh vua Ả Rập á? Mày đánh vua Ả Rập á? À, vua Ả Rập đấy, vua Ả Cạp đấy. Mấy thằng nông dân chúng mày. Vua Ả Rập. Từ từ chưa về, đang đánh nhau trôi giạt chưa về được thành để mua cái gì. Bây giờ về khu Ả Rập để mua đồ, nãy em thì có tiền, giờ mới có tiền. Trong cái clan này mỗi thằng này là nhiều tiền thôi, nói chuyện hòa với những cái thằng chư hầu được ít tiền lắm. Mấy thằng này không có tiền, thằng này vẫn bị bắt. Thử nói chuyện thằng API xem nào. Ồ, nó cũng có 100k nữa chứ đùa đâu. Rồi chắc là thả là thằng kia rồi đấy. Rồi chắc là được thả rồi đấy. À không, thằng này như trong quân đoàn chứ không phải được thả. Ok, nói chuyện rồi. Cho nó luôn cái pháo đài ở đây. Oh my god, còn câu cuối, còn câu cuối. Rồi, nice. 300, ok. Mình đã cho nó cái pháo đài này, thế là xong. Sau này đánh Jeronica cho nó nốt. Bây giờ chúng ta vòng lên là mua sắm shopping tí. Đánh thắng bao nhiêu trận là chúng ta có một đống gọi là vũ khí, vũ khiếc để rèn. À, cho thằng này. Sau mà đánh thằng Empire chúng ta sẽ tiếp tục lấy đây. Lãnh thổ rộng phết rồi đây anh em. Mình gọi là độc chiếm khu giữa rồi đấy. Lực của mình chả ngán bố con thằng nào cả. Thế quốc gia gọi là vững chãi. Giờ mới có tiền đi shopping này. Nghèo kiết xác từ đầu game bây giờ. Phải lên mấy cái thành Ả Rập mới có đồ Ả Rập. Lực Mông Cổ 5.800. Yếu rồi.
Đây vẫn đang địa phận của Empire, chưa có đồ của Ả Rập. Vì xem ra giết nào. Quốc shop full rồi đúng không? Vẫn full. Thành nào cũng đều cộng cho mình trên 1.200, 1.300 hết. Anh có định chơi Shogun Knight không? Em chơi mấy series rồi còn gì nữa. Hắc Long chưa? Hắc Long quân chưa? Hắc Long quân chưa? Kiếm kiếm cong nhưng mà kiếm một tay. Đấy. Khiên dùng khiên tròn nhỉ. Mà khiên này xịn hơn. Dùng khiên này hơn dùng khiên tròn nhỉ. Dùng khiên tròn là giống Ả Rập hơn. Hắc Long Quân, Hắc Vương. Có cái bao tay với cả cái bao tay với cả cái bao chân mà màu đen nữa thì ngon. Đấy, kiếm cong đấy nhá.
Ê à. Cảm giác luxury với cả đá ấy nha. Cảm giác luxury với cả đá ấy nha. Mặt nạ luôn. Vẻ như không có cái bao tay nào đắt. Mặt nạ luôn anh em. Chợt vậy lì. Nhưng mà nó không có bộ mà... Nếu mặc bộ này phải mặc bộ sáng cơ. Nó để màu đen này cho nó chất. Cho nó đồng bộ. Không có cái tay nào. Cái đù mẹ với cái yên cựa cùi này mà đắt thế. Xấu. Mẹ đắt quá. Chả biết gì. Ui giời, vợ anh ở phương trời nào rồi. Kệ vợ anh. Thế này. Chính ra ở quân đoàn này mình không có con gái nhỉ. Mũ trò chơi vương quyền à? Ra được mấy cái phôi, ra được cái phôi kiếm này đúng kiểu kiếm Ả Rập. Nhưng mà chưa ra được mấy cái phôi kiếm này. Tưởng là trước mắt chế được lưỡi kiếm cấp 4 này. Khả năng Smith của mình. Thử xem kiếm một tay này là. Kiếm hai tay. Kiếm một tay đi. Mình cầm khiên luôn.
vừa. Nhưng dài quá. Kiếm này dùng tạm nên chả cần đặt tên. Chưa chế đi kiếm xịn. Nhưng nhìn chung thì cái kiếm này có khi ngon hơn cái kiếm tôi đang cầm. Cái kiếm này còn khi ngon hơn kiếm mình cầm ấy. Cầm lại kiếm này. Nó ngon hơn kiếm chế. Đợi khi nào chế được cái kiếm cuối nó mới ngon hơn được. Thằng này tuyển mình cái thành này tuyển mắc cái quân luôn. Sang thành tiếp thôi nào. Chưa có phôi kiếm xịn. Còn phôi kiếm cùi cùi mua trong suốt là nhanh. Giáo vướng mà có dùng đâu. Một ô đấy anh cũng chưa biết để làm gì. Sang bên này thằng có đồ gì hot không? Giáo dìu kiếm à? Dìu có rồi. À bộ này là cái bộ bộ hiệp sĩ Knight của bên bên phía của bọn kia. Mình không có cái bộ. Đây là bộ Knight, bộ Black Knight của bọn Valandia và White Knight của Valandia. Nó không phù hợp với cái chỗ. Không có cái tay đen đen nhỉ. Cái tay này thì cùi quá. Mình sẽ làm một cái gọi là cái dìu ném đi. Dìu ném. Throw a xe. Trong này có. Dìu ném. Đây. Đó. Giống Ả Rập chưa? Ả Rập thì là dìu ném hay là dao ném nhỉ? Anh em thích dìu ném hay là dao ném? Dao đây. Nó dìu đi. Dìu nhìn như dìu thì nó được sang bên hông bên này. Còn dao thì nó sang hông bên kia. Khiên tròn này là ok rồi. Còn chọn khiên khác nữa.
Nếu mà chọn thì chọn khi nó xịn hơn thì chọn. Không cần xịn nhất rồi. Kiếm một tay rồi còn dìu một tay làm gì nữa. Kiếm một tay rồi thì dìu hai tay. Cộng thêm một dìu ném, một khiên đấy là combo đủ. Mắc mạnh. Mua nốt cái giáp ngựa cho con này. Lạc đà chạy chậm vãi lìn. Lạc đà này có giáp là mặc như kiểu thổ hàng ấy. Lạc đà nhìn phèn lắm anh em. Đấy, đây là full combo nhá. Sau là chế kiếm sau. Nói chung thế này cũng mạnh lắm rồi. Một hit một thằng rồi. Còn Saladin người ta có cười đâu. Hắc vương. Đâu để tôi xem. Cứ là đà thì đi chậm lắm. Mà nhìn nước kiểu thằng thù hàng. Làm đéo có lạc đà mọc giáp, chỉ có lạc đà thù hàng thôi. Các bạn nhìn bẩn với lên. Các bạn, đây là lạc đà thù hàng, đéo có lạc đà thù giáp đâu anh em. Sang cái thành này mà. À, khu giáp à, chó này. Quay xe. Rồi khu vắt còn ba chúng mày. Kịp. Ố một cái lạc đà thì mới xung trận luôn. Rồi và tập sau chúng ta sẽ chiến nhau với Mông Cổ anh em. Tập này chúng ta dừng đây thôi. Hôm nay tôi có việc nên tôi nghỉ sớm một chút. Để anh em xem hay bấm nút ra subscribe để ủng hộ mình. Hẹn anh em tập tiếp theo trong series Saladin, lãnh tụ thế giới Hồi giáo. Xin chào và chúc anh em ngủ ngon. Bye bye.